Xin chào các bạn, blog Travel Việt đã quay trở lại rồi đây. Sau khi đã trình làng về các video review địa điểm du lịch Quy Nhơn nổi tiếng, thì đã có rất nhiều bạn yêu cầu mình hướng dẫn tour đi Kỳ Co, Eo Gió một ngày. Và đúng thiệt, đi du lịch Quy Nhơn thì chương trình tour đắt giá nhất chính là Kỳ Co, Eo Gió. Nếu bạn chưa tin thì hãy xem hết video này nha. Blog Travel Việt sẽ review chi tiết một ngày khám phá Kỳ Co, Eo Gió để mọi người cùng tham khảo và lên kế hoạch cho chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới nha. Không biết mọi người có bị trường hợp giống như blog Travel Việt là khi nghe về tour Kỳ Co, Eo Gió thì cứ nghĩ đó là một nơi không ta? Ban đầu thì mình cứ nghĩ hai địa điểm du lịch Quy Nhơn này là một đó bạn ạ. Nhưng khi tìm hiểu thì mới phát hiện không phải một mà là hai địa điểm check-in nổi tiếng có mặt trong hầu hết các tour du lịch Quy Nhơn. Eo Gió, một kiệt tác thiên nhiên của núi, đá và biển cả. Còn Kỳ Co, bãi biển đẹp nhất ở Bình Định. Hai nơi này đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo, luôn khiến nhiều du khách khao khát được đặt chân tới. Và không nói điêu chứ ai đến Kỳ Co, Eo Gió cũng phải gật đầu khen đẹp. Bạn không tin thì cứ xem tiếp video này nha. Kỳ Co, Eo Gió ở đâu? Trước khi đi đâu cũng vậy, chúng ta cần xác định rõ vị trí nằm hướng nào, cách chỗ ở bao xa để lên phương án đi cho phù hợp. Và chắc ai cũng đoán ra là Kỳ Co nằm gần Eo Gió, bởi vậy mà người ta mới rủ nhau đi tour Kỳ Co, Eo Gió một ngày đúng không nào? Nên nói túm lại là Kỳ Co, Eo Gió đều nằm dưới chân núi Phương Mai, thuộc thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 25 km. Phương tiện đi tour Kỳ Co, Eo Gió một ngày. Nếu nói Kỳ Co, Eo Gió xa thì cũng không quá xa, nhưng nói gần thì cũng không được gọi là gần. Bởi vậy tùy theo nhu cầu, kinh tế cũng như là số lượng thành viên trong đoàn mà bạn có thể chọn nhiều phương tiện khác nhau để di chuyển tới Kỳ Co, Eo Gió. Bạn nào đi du lịch Quy Nhơn một ngày hay là đi 2 đến 3 mình mà muốn xe đón tận nơi, cơm mời tận miệng thì hãy chọn tour đi du lịch Kỳ Co, Eo Gió một ngày. Bạn chỉ việc vui chơi tận hưởng, còn cả thế giới để blog Travel Việt lo nha. Giá tour Kỳ Co, Eo Gió chỉ dao động tầm 270.000 đồng đến 450.000 đồng tùy dịch vụ. Nếu bạn chọn tour Kỳ Co, Eo Gió chỉ tham quan thôi thì giá 270.000 đồng. Còn nếu sử dụng chọn tour một ngày bao gồm ăn uống thì giá là 450.000 đồng. Tính ra thì chênh lệch 180.000 đồng tiền ăn, nhưng đảm bảo menu đầy đủ các loại hải sản, nhân viên thì phục vụ tận tình, còn cơm thì ăn bao nó luôn nha. Còn bạn nào đi du lịch Kỳ Co, Eo Gió, nhóm đông người, tầm 7 đến 8 người mà muốn giờ giấc thoải mái, nắng không đến mặt, mưa không ướt chân thì cứ thuê ô tô ra đến nơi thì lại thuê cano qua Kỳ Co chơi cũng được. Giá thuê xe ô tô đi Kỳ Co, Eo Gió thì dao động tầm 700 đến 800.000 đồng tùy loại. Nhưng bạn nhớ hỏi kỹ giá, dịch vụ bao gồm nha. Riêng bạn nào mà muốn đi du lịch Kỳ Co, Eo Gió một ngày, ngon bổ rẻ thì cứ thuê xe máy như blog Travel Việt nha. Tuy có chút nắng gió nhưng cảm giác cũng tuyệt lắm. Nếu bạn đã chọn được phương tiện rồi thì giờ lên đường đi Kỳ Co, Eo Gió thôi nào. Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, bạn có thể đi theo đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Thị Nại, tiếp tục đi theo quốc lộ 19B đến nhà văn hóa xã Nhơn Lý. Trên đường đi sẽ đi ngang FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, bạn có thể kết hợp tham quan. Từ đây thì bạn men theo đường ven biển là đến Eo Gió. Sau khi tham quan Eo Gió thì bạn có thể thuê thuyền tại đây để di chuyển đến Kỳ Co. Có một điều khá thú vị là khi đi tour Kỳ Co, Eo Gió bằng xe máy thì bạn sẽ chạy ngang qua cầu Thị Nại với chiều dài gần 7 km. Đây là cây cầu dài nhất Đông Nam Á nối liền thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai. Phải công nhận rằng cầu Thị Nại rất đẹp nên bạn có thể tranh thủ ngừng lại dọc đường để chụp vài pô ảnh, nhìn cũng chất lắm đó. Nhưng điều đáng lưu ý hơn là cầu Thị Nại có rất nhiều gió, đặc biệt là buổi chiều. Nên với những bạn đi Kỳ Co bằng xe máy thì rất dễ mất lái. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng mà hãy bình tĩnh, chạy chậm chậm là được. Xem như vừa đi vừa hóng gió, ngắm cảnh cũng hay. Sau khi qua cầu Thị Nại thì bạn sẽ đến được đồi cát Phương Mai. Nhưng hãy để đến lúc về trời mát rồi lên đồi Phương Mai ngắm hoàng hôn chụp hình nha. Giờ thì tiếp tục đi Kỳ Co, Eo Gió thôi nào. Một điều khác cần lưu ý khi đi du lịch Kỳ Co, Eo Gió tự túc bằng xe máy là khi bạn vừa qua FLC Zoo Safari sẽ gặp một vài người chạy xe máy kỳ theo. Bạn đừng quá lo lắng vì họ là các đơn vị tổ chức tour Kỳ Co, Eo Gió đến chào mời dịch vụ thôi. Thường thì họ sẽ chào các dịch vụ như là thuê cano ra đảo Kỳ Co, lặn ngắm san hô, hòn sụn, rồi ăn trưa với menu đặc trưng nhiều hải sản, rồi là dịch vụ đưa đón tham quan Eo Gió nữa.
Thường giá tour Kỳ Co Eo Gió sẽ bao gồm tất cả dịch vụ và giá vé tham quan rồi, nên bạn sẽ chẳng phải tốn kém thêm gì đâu. Ban đầu thì Blog Travel Việt định ra tới nơi rồi thuê cano qua Kỳ Co, rồi tùy cơ ứng biến. Nhưng nghĩ lại là đi về còn review hướng dẫn cho các bạn nữa, nên thôi chọn phương án đơn giản là đặt tour Kỳ Co Eo Gió một ngày tại đây luôn. Để lỡ bạn nào có muốn đi tour Kỳ Co Eo Gió mà không quá sành sỏi thì cũng có chuyến trải nghiệm thật vui và tiết kiệm. Với lại anh chàng kia nhìn cũng có vẻ thật thà, là dân Bình Định chính gốc nha. Vậy là tụi mình theo anh chàng kia về đại bản doanh của anh ta. Nói đại bản doanh trong hoành tráng, thật chất là một căn nhà 3 tầng, trong đó tầng trệt sửa thành khu vực nhà hàng, có bàn ghế và vài chiếc võng cho khách ngồi, nghỉ chân hoặc là ăn trưa. Tầng 2 chắc là bếp vì mình thấy họ bê thức ăn từ trên xuống. Ban đầu thì còn cảnh giác, chưa qua tiếp xúc thì mình thấy họ khá là thân thiện. Các thành viên đều là anh em trong gia đình nhưng phân công nhau. Người thì đi chào tour với khách, người thì đón tiếp, còn người thì nấu ăn phục vụ. Nói chung thì với mức giá tour Kỳ Co Eo Gió, full dịch vụ ăn uống giá 450.000 đồng cho một người thì có thể chấp nhận được. Bạn sẽ gửi xe ở nhà hàng với giày dép hay là những thứ linh tinh không cần thiết, rồi theo xe điện đưa ra bến cảng để lên cano ra Kỳ Co. Ngồi cano từ cảng ra Kỳ Co chắc tầm 10 phút, nên bạn nào có chứng say tàu xe hay là sợ đi cano thì chưa kịp say đã đến nơi rồi. Bởi vậy thay vì lo lắng sợ hãi thì hãy thả lỏng mà tận hưởng vẻ đẹp của biển Kỳ Co nha. Trời xanh, biển xanh, bọt nước thì trắng xóa rất là đẹp. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi, bởi khi bạn đến biển Kỳ Co rồi thì thật sự hơn cả thiên đường. Kỳ Co đẹp mê hồn, mình phải hét lên như vậy. Thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Nước biển Kỳ Co trong xanh nhìn tới tận đáy, cát trắng nắng vàng, núi xanh. Đặc biệt mình thích cây cầu ra đến tận biển, nó đập ngay vào mắt mình. Dưới đây là các hoạt động mà bạn có thể trải nghiệm tại Kỳ Co. Hoạt động thứ nhất là tắm biển. Chắc chắn đến Kỳ Co bạn nhất định phải tắm biển rồi, bởi bãi biển ở đây rất đẹp, nước rất trong nữa. Nhưng sóng ở đây tương đối lớn nên bạn tắm nên chú ý và nghe theo hướng dẫn của bảo vệ nha. Thứ hai là chụp ảnh lưu niệm. Quá thích hợp luôn với một bãi biển đẹp như Kỳ Co, hơn nữa ở Kỳ Co còn có một cây cầu gỗ bắc ra biển. Những chiếc đu quay cực kỳ phù hợp để lưu giữ lại những bức ảnh khiến bạn bè phải ngưỡng mộ và ghen tị. Thứ ba là ngắm làng chài, Eo Gió từ trên cao. Khi bạn di chuyển từ chân núi lên trên đỉnh để đi ra bãi biển Kỳ Co, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh của làng chài Eo Gió từ trên cao. Hoạt động thứ tư là chơi đùa với bãi đá. Khi đi di chuyển ra Kỳ Co bằng cano, bên tour họ sẽ cho bạn đi qua những bãi đá với rất nhiều hình thù thú vị quanh bãi biển Kỳ Co. Nếu bạn muốn có thể đề xuất họ cho dừng lại khu đó ít phút nha. Tại Kỳ Co có dịch vụ giữ đồ nên bạn có thể tham khảo để thoải mái tắm biển. Ở khu vực bãi biển Kỳ Co này cũng không có nhiều dịch vụ lắm đâu, chủ yếu là bán kem hay là nước giải khát thôi. Giá thì 20-30.000 đồng cũng có thể chấp nhận được. Sau khi chơi chán chê thì mình lên cano về lại nhà hàng để ăn trưa. Ban đầu định ghé Hòn Sụn để lặn ngắm san hô, nhưng mà mấy bạn trong đoàn có vẻ đuối vì cái tội ham hố giang nắng chụp hình. Nói về bữa trưa trong tour Kỳ Co Eo Gió này thì chưa phải là xuất sắc lắm, nhưng chắc có lẽ vừa nắng vừa đói nên bốn người bọn mình chén sạch các món nào là canh chua nghêu, hàu sữa nướng mỡ hành, cháo sò, mực xào chua ngọt, cá kho tộ, rau luộc và thêm mấy bịch sữa chua tráng miệng nữa. Nói chung là ok. Ăn chán, tán gẫu chán chê thì Blog Travel Việt lại theo xe điện ra Eo Gió. Ban đầu mình tưởng chắc cũng xa xa, hóa ra lại gần xíu thôi. Chả trách sao ai đi Kỳ Co cũng qua Eo Gió, mà ai đi Eo Gió cũng lại ra Kỳ Co. Nếu bạn đi theo tour Kỳ Co Eo Gió thì giá vé Eo Gió đã bao gồm trong giá tour, còn bạn nào tự đi thì mua vé với giá là 25.000 đồng trên một vé. Thật ra thì tại Eo Gió cũng không có dịch vụ hay là trò chơi gì, nhưng phải thu vé như kiểu là đi vệ sinh này, bảo vệ. Nên theo Blog Travel Việt thấy mức giá này là hợp lý rồi. Bạn biết không, nếu nói Kỳ Co đẹp như nàng thiếu nữ kiêu sa, quyến rũ thì Eo Gió lại mặn mà, mộc mạc như cô thôn nữ. Nét đặc trưng của Eo Gió phải kể đến đó là đá. Đá sen sóng tạo nên bức tranh thủy mặc có 102.
Đứng nhìn từ trên cao, bạn sẽ thấy Cơ Ma là đá với rất nhiều hình thù khác nhau, rất thú vị. Đá nằm trên bờ biển, đá dọc lối đi, cả những phiến đá to gần biển hay là những tảng đá ngầm giữa biển, tất cả đều toát lên vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ vô cùng. Đi dọc theo trên đá, bạn sẽ đến một địa danh khá nổi tiếng là Bãi Đá Đẻ. Rất nhiều đá được sóng biển bào mòn, phơi dưới nắng, tạo nên nhiều màu sắc khác nhau. Sở dĩ có tên như vậy là vì đá ở đây không lúc nào ít đi, mà những viên đá như mọc ra càng ngày càng nhiều lên, dày hơn, tạo nên một bãi biển độc đáo, thu hút khách du lịch. Đã đến với Eo Gió thì đừng quên check-in trên con đường bậc thang dài hút tầm mắt. Tựa như Vạn Lý Trường Thành của Quy Nhơn, con đường uốn lượn quanh vách đá được xây dựng với những tay vịn chắc chắn màu đỏ gạch. Đây là địa điểm lý tưởng để phóng trọn tầm mắt ngắm nhìn Eo Gió. Tuy nhiên khi tham quan Eo Gió thì các bạn cần lưu ý là nhớ mang theo nước uống để tiếp sức vì bạn phải đi bộ cả quãng đường khá xa và khá dốc để lên đến đỉnh núi và ngắm nhìn toàn cảnh Eo Gió. Các bạn nữ ngoài giày cao gót thì hãy mang thêm một đôi giày thể thao để thoải mái leo lên đỉnh núi mà không bị đau chân nha. Bạn phải leo cả một quãng đường dài lắm đấy. Bãi biển Eo Gió có rất nhiều đá nhưng bạn hãy chọn những vị trí có đá lớn, tránh những khu vực có đá nhỏ sẽ dễ bị đắt chân đó nha. Và cà kê tại Eo Gió tầm 4 giờ chiều thì mình lên đường về lại Quy Nhơn. Dọc đường về thì tranh thủ ghé qua đồi cát Phương Mai để ngắm hoàng hôn, sẵn tiện làm vài bộ ảnh cho có với người ta. Đến với đồi cát Phương Mai thì các bạn sẽ được tận hưởng sự tuyệt vời của biển cát. Đây như một hoang mạc thu nhỏ. Vì khi các bạn đứng ở đây phía xa tầm mắt của bạn, xung quanh bạn đều là cát. Bạn chỉ có thể nghe tiếng gió thổi và đâu đó thoang thoảng có tiếng biển xôn xao thật yên bình. Vậy là kết thúc tour kỳ co Eo Gió một ngày của blog Travel Việt rồi đó. Tổng chi phí có tiền xăng 50.000, cộng thuê xe máy 120.000, chia cho 2 người thì là 85.000. Với tiền tour kỳ co Eo Gió là 450.000 nữa, thì tổng thiệt hại là 535.000 mỗi đứa. Giá này là quá hời đúng không nào? Còn bạn thì sao? Chuẩn bị kế hoạch khám phá kỳ co Eo Gió chưa nào? Hãy đi và chia sẻ những kinh nghiệm thú vị trong phần bình luận dưới video này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin du lịch hữu ích khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.